Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Thì hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới. Và video lần này sẽ là một video mà các bạn request rất là nhiều vào năm ngoái, khi mà anh hai của Tiên đã trang điểm cho Tiên. Mọi người nói là tội chị Tiên ghê, không có bồ để trang điểm, cho nên là phải nhờ anh hai. Cho nên ok, năm nay quyết định quay lại. Năm nay có bồ rồi nha mọi người, bồ đấy. Cho nên là hôm nay sẽ quyết định làm một cái video Boyfriend Does My Makeup Challenge. Và Kyle thì biết zero về makeup. No. Kyle rất tự tin vào khả năng của Kyle, tại vì Kyle vẽ rất đẹp. Ủa, vẽ đẹp đâu liên quan gì tới makeup đâu người. Thì nó cũng tự tựa thôi, vẽ mắt rồi tô màu, đánh son này nọ. Okay, đó. Nói nghe dễ lắm, làm thử biết. Thì dạ. Vậy thì mọi người hãy xem họa sĩ Kyle ngày hôm nay sẽ vẽ mặt tiên như thế nào nha. Để coi Kyle sẽ vẽ một bức tranh như thế nào. Ok, 1, 2, 3, nó đâu? Rồi, Tiên sẽ có trong này rồi nha. Sẽ mở ra trước. Ok. Rồi, làm cái gì trước rồi anh biết không? Thì cái đầu tiên sẽ là... Đưa ta. Đánh mặt. Đánh mặt hả? Ừ, Kyle sẽ dùng cái cục này với... Anh đánh cái gì vậy? Anh đánh ra đánh mặt em hả? Với một cái phấn khác. Phấn hả? Anh phải đánh cái gì trước? À, đánh toner. Toner? Nè, đánh cái này, mi lộn. Cái này là... Toner trước. Foundation mọi người, Kyle quên. Kyle cứ lộn toner với foundation. Thì ok, bây giờ Kyle sẽ xịt lên cái cục này. Kyle sẽ xịt lên tay trước. Nó sẽ chấm nhiều quá vậy? Thì nhiều cho nó đẹp. Ok, sau khi chấm lên mặt, Kyle sẽ dùng cái cục này để chấm lên mặt tiên. Chưa làm gì mình kêu đẹp quá rồi sao vậy? Tại vì bé đẹp sẵn. Cái gì? Ok, bước 1 đã xong. Và nhìn nó không khác gì hết. Xong cái này thì mình sẽ qua... Cái này cái gì vậy? Mình sẽ qua concealer mọi người. Ủa anh ơi, anh hỏi là nó ra biết cái gì hay gì vậy? Concealer mình sẽ dùng cái cục này luôn. Kyle quên. Cái concealer này brand là NARS. Màu... Không biết nữa. Nó chỉ ghi Radiant Creamy Concealer. Màu Light 2 Vanilla. Thì bây giờ Kyle sẽ chấm cái này lên mặt tiên giống hồi nãy luôn. Như vậy? Không ai concealer của mày quá à. Em nhìn rồi, nhìn kỹ đi. Ôi. Rồi, chấm mình giống mình. Người ta không bao giờ người ta chấm concealer vậy luôn á, sợ. Á bi à. Nè, chưa, chấm nhiều nó mới đẹp. Sau bước concealer, chúng ta sẽ tới brush. Và brush. chúng ta lấy cái cọ hả? Ok. Thì sau cái bước đó mình sẽ tới kẻ chân mày. Thì ủa. Lúc đầu thường kêu tưởng kẻ chân mày là dùng cây bút. Nhưng mà cái này thì nó lòi cái không được đâu, anh đừng có chế nữa. Chân mày. Đẹp quá. Ủa sao nó không ra vậy? Đậm rồi. Ủa? Chứ đổi tay là sao? Đẹp. Nhưng mà con gái chân mày đậm thường anh nói nhìn em ghê quá, sẽ rất là đẹp, giống như đàn ông vậy á. Tại hết
Hồi nãy á là cái ồ cứ bôi bôi mà nó không ra, xong rồi cứ bôi hoài lát điện thấy nó đậm, siêu đậm luôn. Có dùng cái này không? Đây là cái gì vậy? Đúng rồi. Hả? À, mới biết mà. Để bỏ nhau quá đó. Đẹp mà son cười. Đẹp. Ok, sau khi kẻ chân mày thì mình sẽ tới cái này. Thì cái này là Pro Eye Palette. Cái eye palette này là của Boreal. No. Ôi lộn. Clio, bởi vì Boreal gì vậy? Của Clio. Và cái này gọi là Coral Talk. Bây giờ Kale sẽ dùng cọ để đánh cái này lên mặt tiên. Ok, thì Kale sẽ dùng cái cây này. À, cái này đánh ở dưới mắt đúng không? Đúng rồi. Anh dưới mắt không thôi hả? Không, ở xung quanh luôn. Anh xung quanh. Anh đánh dưới. Ủa? Em không bao giờ đánh mặt ở dưới đó đâu. Anh biết đâu. Ủa sao cái cọ này nó bự quá nhỉ? Giờ. Nhưng mà Tiến chưa bao giờ đánh nên hôm nay Kale sẽ đánh lần đầu tiên. Để coi nó nhìn như thế nào. Đẹp mà. Oh my god, nhìn giống như đi dạ hội á. Thôi ở trên lát mình chơi màu khác đi. Quay qua này. Kale thuận cả hai tay nên mọi người đừng lo. Có. Chế giỏi. Đừng có cười nữa. Chọn vô bắt vô. Cho nó blend vô. Ok. Thì bây giờ mình đã đánh xong ở dưới mắt thì Kale sẽ đánh ở trên mắt. Ở trên mắt Kale sẽ dùng một cái màu hồng này. Càng ngày càng nhìn thì càng thấy vui giống bao cấp. Perfect. Trời ơi. Đồ. Đẹp quá, quay bên kia đi. Như bị ai đập vậy. Ok. Xong bước này, bây giờ chúng ta sẽ tới kẻ mắt cho Tiên. Đúng không? Sao cái mặt anh ơi, anh vẽ đàng hoàng vậy á? Ừ. Ủa. Này là Kale là người make up nên Kale được quyền làm tất cả những gì Kale muốn. Tiên không có được. Thường mình vẽ là mình có vẽ từ trên xuống không hay là chết em rồi. Mày có được vẽ trên này không? Anh vẽ đâu cho được. Oh shit. Why wouldn't you know mine? Baby, em cứ làm em đẹp mà. Baby, Mi đang vẽ mà Baby cứ rung hoài. Em không rung đâu. Mi không có vẽ. Tay anh rung quá. Em đứng đúng liền mà anh tay anh cứ vậy nè. Nhẹ em giống Mi mò á vậy. Đẹp mà. Chị đi. Thử đi. Thử đi. Sao? Thử đi. Thử đi đẹp. Mi hứa. Nhìn sẽ giống cosplay. Đừng có cười. Đừng có cười. Đừng có cười. Đừng có cười nữa. Đâu phải Halloween đâu, mày bắt cóp em bình thường chứ. Đẹp quá, rồi đổi luôn. Phi. Ok, qua bên này. Tay trái luôn nha mọi người. Không. Ủa đi bên này vẻ đẹp không? Đẹp. Ok.
Mọi người, baby cười nó xéo. Cái gì vậy? Concept gì vậy? Ừ. Này là một cái style mới à. Mà Kyle nghĩ sẽ bắt trend ở 2021. Lệ rơi. Ok. Hết rồi, xong rồi. À xong rồi, thì mình xong cái bước kẻ mắt rồi. Và Kyle nghĩ chỉ còn 2-3 bước cuối cùng thôi. Để Kyle kẹp tóc đi mà. Anh ơi, anh mới cắt mũi cái mặt xong rồi, anh mới kẹp tóc. Ghê quá, anh ơi nhìn như khùng nhá. Đẹp mà. Cái này là một sản phẩm của MAC. Và đây là powder blush. Thì bây giờ Kyle sẽ đánh lên. Ủa, blush anh đánh trên trán. Chị đánh đâu? Má hồng. À, đánh má hồng, má hồng lộn. Má hồng đánh trên trán hả? Kêu nói rồi, má hồng không đủ đâu. Phải trán hồng nữa mới đẹp. Rồi, quay bên kia đi. Có lên không? Không. Thì anh còn đánh nữa vậy? Cái màu đó nó xe đồ lắm, nó ít lắm. Thì do cái kia nó không có đậm lắm nên kêu sẽ chuyển qua Hourglass. Lên không? Lên. Mấy bên kia. Cái đó như đậm quá luôn. Đâu có đâu. Đấy, bình thường mà. Wow. Xin quá. Ghê quá hả? Ok. Thì bước cùng là gì? Bước cuối cùng sẽ là son môi. Đờ. Dạ. Không biết nữa thôi luôn á. Đây là hãng No Drawn. Gì? Roman nha mọi người. À Roman. Ủa sao đọc ra thành Roman vậy? Roman. Rodrom. Roman. Thì đây là màu Zero Velvetin. Anh nghĩ đó là màu Zero Velvetin hả? Đó là gì? Kêu giỡn thôi. Là cái thì cái màu á là màu số 17 Toasty Nude. Oh my god. Sao cái này giống như cái tớ đẹp. Đâu rồi, chưa có cách nào cho nó bớt lại không? Rồi xong rồi mọi người, cho mọi người coi tác phẩm của Kyle. Wow, quá đẹp luôn á mọi người. Thiệt sự á, Kyle thấy rất là xuất sắc. Và em để mặt này đi đấy với anh nha. Ok luôn, không có gì hết á. Kêu sẽ chấp nhận đi đấy với tiền. Lần đầu cũng như lần cuối. Cái này anh mới cấp cho em mà. Nhưng mà anh thấy đẹp mà. Ý là nó rất là... Cái này mọi người có thể đi tiệc, đi chơi, đi làm cũng được. Tiền nghĩ là đi làm là phù hợp. Đúng nhất. Rồi, cái này là rất phù hợp để đi làm luôn. Nên á, thứ hai sắp tới á, mọi người hãy cái này là, hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai thì Tiên sẽ để cái mặt này, tối nay Tiên không remove make up luôn. Đúng rồi. Mai Tiên sẽ đi làm. Tiên là một con người rất mạnh mẽ và cá tính. Con là cái gì hả? Đẹp okay, hả? Cái này là cái gì đây? Giống như hai cái móc nó treo vô, treo gì chẳng vậy á. Vậy là đã hết video này, mong là mọi người sẽ enjoy cái make up look ngày hôm nay của Tiên, cũng như là sẽ follow hết tất cả các step mà Kyle đã hướng dẫn ngày hôm nay, cũng như là đây sẽ là một cái trend make up năm 2021 mà Tiên nghĩ là sẽ bùng nổ trong năm 2021. Đúng rồi, cháy đó nha mọi người. Cho nên là những cái sản phẩm mà Kyle sử dụng ngày hôm nay thì Tiên sẽ link hết ở description box cho mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mong mà mọi người có make up những cái kiểu như thế này thì hãy tag Tiên vào trên Insta cũng như là up trên story để Tiên biết được là các bạn cũng theo cái trend này giống Tiên và Kyle nha. Okay. Em sẽ để mặt này, tí nay em quay video em đã. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nhớ follow Tiên cũng như là subscribe Tiên ở trên YouTube. Và cũng như là follow Insta của Kyle cũng như là subscribe kênh YouTube của Kyle nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.